Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với bốn tịnh lự chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với tám giải thoát chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với bốn niệm trụ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với pháp môn giải thoát không chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với mười địa bồ tát chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với năm loại mắt chẳng khởi tường trước và chẳng trước đối với sáu phép thần thông chẳng khởi tường trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với mười lực Phật chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với pháp không quên mất chẳng khỏi tưởng trước và chẳng trước đối với tánh luôn luôn xả chẳng khỏi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với trí nhất thiết chẳng khỏi tưởng trước và chẳng trước đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng khỏi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tất cả pháp môn Đà La ni chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với tất cả pháp môn Tam Ma địa chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với quả dự lưu chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với quả nhất lai bất hoàn A La hán chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với quả vị độc giác chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa